Thành phố Cần Thơ hiện có 10 khu chung cư và nhà ở tập thể được xây dựng nhằm giải quyết nơi ở cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, qua thời gian, một số chung cư xuống cấp gây mất an toàn cho cuộc sống của cư dân. Yêu cầu sửa chữa nâng cấp cần khẩn trương hơn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại chung cư 91B ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Phần cửa sổ bị hư hỏng, không biết sẽ rớt xuống lúc nào. Phần ban công trên các tầng được xây dựng bằng sắt lâu ngày bị mục hư hỏng không được kiểm tra thay thế, gây nguy hiểm cho người ở chung cư như thế này đây. Ở đây thì thấy chung cư này nó ở lâu quá rồi, bây giờ nó xuống cấp dữ lắm rồi. Tường nó kia rớt rồi, nhiều khi cửa kiến trên lầu gió nó rớt xuống là nguy hiểm cho mọi người dữ lắm. Vậy đó, nhà mà mong là kiểu như mấy cái công ty sở xây dựng đó có sửa được thì sửa, nếu mà bây giờ chứ để cho an toàn người dân ở đây, người ta sống với sống ở đây rất là hồi hộp. Chung cư 91B có diện tích 2,6 hecta với 9 lốc nhà, có khoảng 450 hộ sinh sống. Chung cư được đưa vào sử dụng từ năm 2005. Hiện tại nhiều lốc nhà đã xuống cấp nghiêm trọng và mặc dù cư dân ở đây đã phản ánh, nhưng từ đó đến nay chưa được đơn vị chủ quản tu sửa nâng cấp. Thêm vào đó, công tác phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự ở chung cư cũng chưa được đảm bảo. Về cái dây của mạng đó là nó coi như là tôi thấy là không an toàn. Chẳng hạn như bây giờ nè, cái hệ thống dây này đó, nó đứt nó lòng thòng vậy đó. Lỡ xe anh em cô bác đây người ta chạy ngang á, không thấy là nó vướng vô cổ là nó sẽ gây ra tai nạn. Đó, đề nghị coi như về vấn đề, coi như là những người quản lý về đường dây của mạng nên xem lại để mà coi như là quấn nó lên sao cho nó gọn lại. Phòng cháy đó thì theo tôi đó là nên đó thường xuyên kiểm tra những cái máy bơm ở chung cư, phòng quản lý đó là phải để ý, thường xuyên để ý người vô và ra. Đó. Nhiều khi kẻ gian đó, nó lõn lõn, tại vì ở đây hai cái cầu thang đi lên lượng một lóc chung cư là hai cầu thang. Đó. Nó không đi ngay cái chỗ cái phòng quản lý mà nó đi cầu thang bên kia là không có ai quản lý hết. Chín lốc chung cư, những cái cơ sở vật chất thì nó đều bị xuống cấp, rồi cái an toàn nó không có. Thành ra những cái đường dây thì dây điện này kia nọ đó thì tôi thấy cũng không có an toàn. Thì tôi đề nghị sở xây dựng thì tiếp tục quan tâm và tu sửa hoặc là làm sao để cho bà con yên tâm để ổn định cuộc sống. Trong thời gian qua, để cư dân nơi chung cư được an toàn, thành phố đã giao cho Sở Xây dựng lập kế hoạch tu sửa lại các chung cư giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Riêng chung cư 91B, trong khi chờ thực hiện phương án của Sở Xây dựng thành phố về việc bán đấu giá để tăng nguồn thu cho ngân sách và bố trí các hộ sang những dự án nhà ở xã hội khác của thành phố, thì cư dân ở đây đang mong chờ những biện pháp khắc phục, dù là tạm thời, đối với những vị trí không an toàn tại chung cư, đồng thời có biện pháp kiểm tra đảm bảo an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy, để cuộc sống được an toàn hơn, bớt thấp thỏm lo âu hàng ngày.